Chào các bạn đến với video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn chúng ta làm thế nào để có thể tạo ra một video để upload ở trên YouTube để có thể là chúng ta sẽ sử dụng ở trên các máy tính khác, ở trên các thiết bị khác bằng chính cái slide PowerPoint. Và trên slide PowerPoint chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các video HD, video 4K một cách chuyên nghiệp và ấn tượng. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu. Với câu hỏi này đang có rất nhiều người thắc mắc là làm thế nào để chúng ta sẽ tạo ra được những cái video intro hay những cái video về album, về hình ảnh của chúng ta từ các hình ảnh, từ các video có sẵn để tạo thành một cái video cực kỳ chuyên nghiệp và ấn tượng nha. Nào các bạn sẽ cùng theo dõi cái video trên màn hình của mình. Ok, vừa rồi là mình đã chạy thử một cái đoạn demo để cho các bạn thấy được là từ một cái hình ảnh, từ những text box và cái nội dung có sẵn để chúng ta sẽ tạo ra một cái đoạn video về giới thiệu hay thậm chí là một cái video để chúng ta có thể là trình chiếu về cái slide ảnh của chúng ta ngoài các phần mềm về chuyên nghiệp ra thì chúng ta không cần thiết phải sử dụng chúng. Mà bây giờ chúng ta đã có slide PowerPoint. Vậy thì trong buổi học ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bước để chúng ta sẽ tạo ra một cái video ấn tượng và chuyên nghiệp như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ở đây các bạn sẽ lưu ý cho mình một vài cái điểm lưu ý để có thể là tạo ra. Đây để có thể tạo ra được cái video HD và 4K. Đó thì các bạn sẽ lưu ý cho mình một vài cái điểm như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần chuẩn bị về các hình ảnh cũng như là video. Đấy, các bạn sẽ có sẵn về phần hình ảnh, về phần video nhá. Và thứ hai chúng ta sẽ thực hiện thiết kế các slide hoàn chỉnh. Đấy. Và cái bước cuối cùng sau khi mà chúng ta đã hoàn thiện xong về thiết kế slide thêm hiệu ứng và các bạn sẽ xuất bản. Đó, hoàn thành xong thì chúng ta sẽ xuất bản cái slide PowerPoint thành video. Ok chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem các slide ở trên này thì Thầy Dương đã tạo như thế nào. Và có một số cái slide thì Thầy Dương đã thiết kế sẵn ở trên các video trước rồi. Thì lát nữa Thầy Dương sẽ hướng dẫn các bạn thì chúng ta sẽ tìm kiếm các video hướng dẫn cho từng hạng mục ở đoạn nào. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi cái video này nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ chuẩn bị về hình ảnh và video. Về phần hình ảnh thì các bạn chắc chắn là chúng ta sẽ chuẩn bị rồi. Nếu như các bạn sẽ xác định được cho mình một cái chủ đề như thế nào thì chúng ta sẽ làm. Nào bây giờ đối với các slide như thế này các bạn. Thì đây các bạn sẽ thấy này, các slide nó sẽ quay quanh đây, nó sẽ quay quanh và nó xuất hiện các hiệu ứng zoom hay là tạo ra các cái text box đấy để cho các bạn thấy và cái hiệu ứng chuyển động như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ tạo nó bằng cách đấy là ở trong video này thì mình sẽ không nói chi tiết về cái cách làm của từng slide một bởi vì nó quá mất thời gian và nó khá là dài, thì có thể là trong một cái vài cái video nào đấy thì mình sẽ cố gắng để hướng dẫn các bạn thêm về cái phần này. Thì ở trong cái chuyên mục để thiết kế ra các cái kiểu slide như vậy ấy,
thì các bạn sẽ xem một vài cái bài hướng dẫn của mình ở dưới này. Chúng ta sẽ để ý nhá. Đây, thứ nhất là một cái video về cách tạo animation text trong PowerPoint. Đó, thì các bạn sẽ xem ở đây. Và thứ hai là chúng ta cũng sẽ có một cái video như thế này, hiệu ứng text animation. Đó, thì hai cái video này thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể là hoàn chỉnh được ba cái slide này. Và ở tất cả các slide này, 20 cái slide này thì Thầy Dương đều áp dụng và đều ứng dụng các video chia nhỏ ở trong cái kênh YouTube của Thầy Dương. Đấy, cho nên các bạn đừng có nghĩ là cái này thầy làm như thế nào, mình làm như thế nào và tạo nó ra làm sao, thì các bạn hãy theo dõi tất cả các video để chúng ta sẽ kết hợp và tổng hợp để tạo thành một cái video theo một cái dự án hoàn chỉnh nhá. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy này, các hình ảnh nó sẽ xuất hiện như thế này. Đấy, thì các bạn cũng hỏi là làm thế nào để có thể là làm được. Thì bây giờ các bạn lại theo dõi một cái video này. Đây các bạn, video này. Và cái video này thì nó cũng sẽ tạo ra cho chúng ta một cái hiệu ứng ảnh như vậy. Và các bạn hoàn toàn có thể tạo ra các slide về hình ảnh. Thì ở đây thì nó khá là đơn giản, mình có thể nói kỹ hơn về cái đoạn này. Đây, thì các bạn sẽ tạo ra cái hình tam giác thôi. Và trong cái hình tam giác này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái hiệu ứng này. Đây, một cái hiệu ứng này, fly out. Và trong cái fly out này thì các bạn chỉ cần là chọn cái hiệu ứng này, nó tự động nó chuyển ra thôi. Đấy, về cái thời gian, cái timing này. Đó, và các bạn chỉ cần là chọn cái fly out thì nó sẽ tự động nó chạy hai cái này và cái này, nó sẽ chạy cùng nhau. Đây, các bạn sẽ chọn là cái start with prevert. Đấy, thì cái thứ hai nó cũng như vậy, các bạn chỉ cần chọn hai cái thì nó sẽ đồng thời nó chuyển ra cho chúng ta thôi. Và đối với đến cái slide số 10 này, các bạn xem này, đúng chưa ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là cái phần chuyển động ở đây các bạn. Đây, các bạn thấy là cái phần chuyển động đấy, của vòng tròn và cái phần xuất hiện của các hiệu ứng chữ. Thì trong này các bạn sẽ theo dõi một cái video của Thầy Dương như sau. Đây, chúng ta sẽ theo dõi cái video này, thiết kế hiệu ứng slide chuyển động trong PowerPoint. Và trong cái slide này các bạn, thì các bạn có thể là hoàn toàn dựa vào cái nội dung của slide này, cái bài học của slide này, để chúng ta sẽ thực hiện các cái kiểu slide như vậy. Và trong các video chia nhỏ chi tiết này thì Thầy Dương đã làm rất là cụ thể rồi. Cho nên là các bạn, nếu như chúng ta có những các câu hỏi hoặc là các bạn không thể làm được các cái kiểu video này thì chúng ta sẽ xem lại các video trước của Thầy Dương nữa. Ok chưa? Và tiếp tục đến với cái phần slide ảnh như thế này. Nó lật trang, lật trang, lật trang. Thì cái này thì nó khá là đơn giản các bạn. Chúng ta chỉ cần áp dụng một cái transition, tức là cái hiệu ứng. Đây, page curl. Chúng ta sẽ sử dụng cái hiệu ứng này. Thì trong cái hiệu ứng này thì các bạn chỉ cần là lựa chọn vào đây và chúng ta chọn cái hiệu ứng chuyển trang thôi, thì nó tự động nó đổi cho chúng ta thôi. Đó, thì ngoài ra thì các bạn cũng có thể là xem lại một cái video nữa mà Thầy Dương cũng mới làm cách đây mấy hôm. Đây, các bạn sẽ xem cái này, thiết kế cái ebook về infographic trong slide. Các bạn có thể xem cái video này thì chúng ta cũng sẽ nắm rõ hơn về cái phần chuyển của các slide. Ok, và tiếp tục nào, chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái slide cuối cùng, các slide dưới đây. Đây, cái đường tròn này nó sẽ chạy này các bạn. Đấy, nó sẽ chạy ở đây. Thì chúng ta sẽ có một cái video tương ứng. Đấy là cái video này các bạn. Đây, thiết kế hướng spin. Đó, vậy các bạn đã thấy hay chưa? Vậy tất cả trong các bài học, khi mà các bạn đã xem các video và xem các bài học thì chúng ta phải biết áp dụng, chúng ta phải biết ứng dụng các bài học đó để đưa vào và chúng ta sẽ kết hợp để tạo thành các video nó thực sự nó chuyên nghiệp hơn. Và ở dưới này thì chúng ta cũng vậy thôi. Dưới này thì phần dưới này thì chúng ta sẽ sử dụng cái text animation, cái chuyển động. Ở trong cái video đầu thì mình đã, cái đoạn đầu thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn về cái video này rồi, thì chúng ta sẽ tạo ra. Đây. Và cái phần đó thì các bạn sẽ xem cái phần này, cách tạo animation text. Thì trong cái video này thì các bạn nó đã rất chi tiết rồi. Đấy.
thì các bạn sẽ thực hiện để xem để tạo nó nhá. Ok. Rồi, và ngày hôm nay thì bây giờ đến cái bước cuối cùng, sau khi mà chúng ta đã thiết kế hoàn chỉnh tất cả các slide theo ý thích của chúng ta rồi, theo cái sự điều khiển của chúng ta rồi. Bây giờ cái điều quan trọng đấy là các bạn sẽ tạo ra một cái video HD hoặc là 4K bằng chính cái slide của chúng ta mới thiết kế xong. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo nó như sau. Các bạn bấm vào phần File. Và ở đây chúng ta sẽ bấm vào phần Export. Ở trong này chúng ta sẽ có phần Create a Video. Đây các bạn. Thì trong cái phần lựa chọn các cái chế độ hiển thị thì chúng ta sẽ có 4 sự lựa chọn. Và 4 cái sự lựa chọn này thì các bạn sẽ lựa chọn ví dụ như là 480, 720, 1080 và 4K. Thì trong này thì thầy Dương luôn khuyến khích tất cả các bạn chúng ta nên lựa chọn hai cái chế độ cuối cùng. Đấy là Full HD 1080 và 4K HD. Cái chế độ 480 và 720 thì nó sẽ cái chất lượng của video nó sẽ không được tốt. Và chính vì vậy mà các bạn khi mà chúng ta sẽ xuất bản cái video ra thì nó sẽ không được hiệu quả. Và các bạn trình chiếu thì nó cũng sẽ giảm đi cái chất lượng của các bạn đáng kể đấy. Và cái phần dưới này thì chúng ta sẽ giữ nguyên, bởi vì chúng ta sẽ không có phần record video ở trong này. Và tất cả các bạn sẽ giữ nguyên thôi. Sau cùng đấy là các bạn sẽ bấm vào Create Video. Khi bấm vào ở đây thì nó sẽ các bạn sẽ chờ một chút thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái hộp thoại để các bạn có thể lưu cái video này lại. Thì ở đây thì thầy Dương sẽ chọn là phần Desktop để các bạn sẽ có thể lưu video này nhá. Đây, chọn thì nó sẽ cho chúng ta cái chế độ là MP4. Thì cái video theo cái định dạng MP4 thì chúng ta hoàn toàn có thể là xuất bản ở trên các kênh YouTube, Facebook và nhiều các nền tảng xã hội khác, cũng như là các bạn sẽ có thể là copy sang với các cái máy tính khác để chúng ta hoàn toàn có thể trình chiếu và chạy cái video này được. Các bạn bấm vào Save. Thì ở đây cái thời gian và chúng ta sẽ quan sát ở phía dưới góc này, nó đang export và nó đang tải ra cái video. Thì các bạn có thể là chờ trong một vài thời gian, một vài phút, hoặc là có thể thậm chí cái video của các bạn nó nặng quá thì các bạn phải chờ đợi có thể là 10-15 phút hoặc là hơn thế nữa. Đấy, thì cái quá trình này thì chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta sẽ chờ đợi khi nào mà nó hoàn thành xong thì chúng ta sẽ có một cái video nhá. Chúng ta sẽ chờ một chút nữa thì cái video này nó sẽ xuất bản hoàn chỉnh. Và các bạn sẽ chờ, mình sẽ mở cái video này lên để cho các bạn xem là sau khi mà chúng ta đã export, sau khi chúng ta đã tạo ra một cái video bằng slide thì nó sẽ như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả ở ngoài màn hình desktop. Đây, chúng ta đã có một cái video này. Thì bây giờ mình sẽ mở lên để cho các bạn xem. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem cái video này nha. Đấy. Và cái thời gian nó cũng đang chạy ở dưới đây các bạn. Khá là ổn đúng không nào? Ok, như vậy là ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn tất cả các bạn cái cách để chúng ta sẽ tạo ra được một cái video, một cái video chất lượng cao từ chính những cái hình ảnh và cái video có sẵn của các bạn. Và các bạn cảm thấy cái video này hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh để theo dõi nhiều các video mới nhất của mình nữa. Và chúng ta cũng đừng quên sẽ theo dõi hết các video về slide PowerPoint để chúng ta sẽ biết cách tạo ra những video tổng hợp và những dự án sống động ở từ chính cái slide PowerPoint của các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần tiếp theo.